Con người phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống. Lời lãi cả thế gian mà mất chính mình thì nào có ích lợi gì. Con yêu dấu của ta, 14 chặng đường con sắp sửa bước đến. Con sẽ không đi một mình, vì có ta cùng đi bên con. Vẫn biết con là con, ta là ta, nhưng ta và con chỉ là một, trong một Chúa Kitô. Vì thế con đường thập tự của ta 2000 năm trước và con đường của con đang bước đi cũng là một. Chỉ có sự khác biệt là cuộc đời của ta đã không hoàn thành cho đến khi ta mặc lấy cái chết. Còn con, đường thánh giá của con sẽ không được trọn vẹn cho đến khi con mặc lấy chính cuộc đời của mình.